Hello, xin chào quý vị các bạn. Quý vị các bạn có khỏe không à? Lời nói đầu tiên ở Phương Nghe Mobile cũng xin chúc tất cả mọi người có nhiều sức khỏe, nhiều thành công và luôn vui vẻ, luôn hạnh phúc trong cuộc sống. Ok, thì lâu quá cái buổi trưa Phương Nghe Mobile cũng ít có livestream để trò chuyện với các bạn. Hôm nay thì chúng ta sẽ phân tích một cái video rất là vui với tựa đề cũng mới phát bên Thiện Am cách đây cũng khoảng 2 tiếng đồng hồ thôi. Đó là cái video năm chú tiểu phúc tâm 3 tuổi thuyết đạo thần thái vô song coi cười bể bụng. Cái chi tiết cười bể bụng là chi tiết nào quý vị? Quý vị có xem chưa? Quý vị chưa xem thì quý vị hãy qua bên kênh của Thiện Am ủng hộ quý vị xem nha. Xem nhé, rồi chúng ta có thể là cùng nhau giao lưu tối nay. Ok. Để vào phân tích vui cái video này thì chúng ta nghe một tí về cái video này nhé quý vị. Ok, let's go. Hiền lành. Số 2 Hiền lành giúp đời. Số 3 Hiền lành giúp đời tha thứ thì chúng ta sẽ thành Phật thôi. Hiền lành giúp đời tha thứ. Ok chưa? Đây. Hiền lành giúp đời tha thứ. Ok, mình sẽ ghim cái tin nhắn lên đây cho để mọi người bám vào chủ đề này chúng ta phân tích nha. Ok. Tại sao mà có một cái số anti fan bảo rằng là sao để con nít nó nói? Tại vì nhân chi sơ tính bổn thiện, trẻ trẻ con thì nó không biết nói láo. Quý vị biết, do đó là mỗi người chúng ta là một ông Phật. Nếu chúng ta thực hiện được ba điều này, đúng ok, ba điều này là điều gì? Hiền lành, giúp đời và tha thứ. Cũng giống như cái video lần một cũng vậy. Chúng ta tu để làm gì? Chúng ta tu để chúng ta hiền lành, để chúng ta từ bi. Và cái vô thứ hai là cái gì? Cái hậu quả của những cái vấn đề mà đi ngược là vấn đề này. Chúng ta giận dữ, chúng ta tạo nghiệp, chúng ta gây cái hậu quả nghiêm trọng thì chúng ta sẽ là cái người mà không phải là tu đâu. Ok, thì video thứ ba này rất là vui. Mà vui nhất là quý vị biết chi tiết nào không? Chi tiết mà Phúc Tâm leo lên những bậc thang rất cao hơn mình, thay vì phải đi lên đó, nhưng mà cái thần thái leo lên mà đeo xuống nó rất là dễ thương quý vị, rất là dễ thương. Mình coi mặc dù đây là một video ngắn khoảng 3 phút, hơn không tới 3 phút, nhưng mà nó cho Funny Mobile cảm thấy là rất là thoải mái khi vào xem video này. Do đó là hôm nay Funny Mobile sẽ phân tích cùng quý vị cái chi tiết hay nhất. Và cái tiếng nói của Phúc Tâm rất là mạnh 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 bạo, rất là thẳng thắn, chứ là có một một tiếng nói rất là uy lực, một tiếng nói giống như mình như đinh đóng cột. Các anh phải làm vấn đề này, thứ nhất là cái gì? Hiền lành. Thứ hai là gì? Thứ hai là phải giúp đời. Thứ ba là gì? Thứ ba là phải tha thứ. Con nít nó còn biết vấn đề này nữa, đi tìm Phật không phải tìm đâu xa. Phật tại tâm của chúng ta. Chúng ta ở bất kỳ một cái giai cấp nào, chúng ta ở bất kỳ một xã hội nào, chúng ta ở bất kỳ một cái nơi nào, ba điều này là ba điều không thể thiếu được khi thật sự tâm của chúng ta có Phật. Và Phật sẽ hướng cho đến chúng ta nếu chúng ta thực hiện ba điều cơ bản này rất là dễ dàng. Giống như người ta thường ví cha mẹ là một ông Phật sống ở trong nhà, bà nội bà ngoại, ông nội ông ngoại cũng là một vị Phật. Tại sao người ta gọi như vậy? Vì những người đó đều có đủ ba yếu tố này mà còn dư ra nhiều yếu tố khác nữa. Giống như câu chuyện Phương Nghe Mobile kể cho vị nghe đó, Phật làm gì, Phật dụng gì? Phật chỉ dụng tấm lòng của chúng ta thôi. Khi tấm lòng của chúng ta muốn hướng tới Phật thì lập tức Phật sẽ hướng đến chúng ta. Chúng ta không cần phải đi tìm đâu xa, không chúng ta không cần phải đi năm non bảy bể, năm núi bảy núi để đi tìm một cái gì đó mà chúng ta coi cả nó là một cái vấn đề hết sức là lớn lao.
chúng ta không cần phải làm điều này làm kia. Theo phân tích riêng của mình, cái vui nhất đó là cái tiếng nói dõng dạc, tiếng nói dõng dạc giống như mà đinh đóng cột, giống như một cái tiếng mà sấm truyền, giống như một cái lời nói mà rất mãnh liệt, rất mạnh mẽ. Tại sao mà người ta bảo rằng là tại sao những người lớn không nói mà để trẻ con nói? Vì chúng ta, người ta nói câu là nhà, người ta nói là con nít là giống như một tờ giấy trắng. Thường thường chúng ta vào cái mấy điểm sách chúng ta xem là những cái chú tiểu nhỏ đó là thường người ta tượng trưng như những ông Phật nhỏ. Do đó là người ta nói là nhân chi sơ tính bổn thiện, để những cái người mà chưa bao giờ mà bị vướng vào cái đường trần, để cho mấy người đó lên tiếng. Còn người lớn lên tiếng nói gì nữa? Các anh bảo rằng học thuộc lòng á thì học đi, học thi. Học 3 tuổi, 4 tuổi mà có thể là kể một câu chuyện rất là ngắn như vậy không, mà cái tình tiết rất là dí dỏm. Thích nhất là cái chi tiết mà Phúc Tâm leo lên leo xuống cầu thang, rất là thích chi tiết đó. Chi tiết đó thực tế là rất có ý nghĩa, dù cho nó không có đến cái sức của chúng ta, cái sức của chúng ta leo lên, chứ không phải chúng ta bước lên vấn đề đó. Chúng ta phải trải qua những cái khổ hạnh như vậy thì chúng ta mới thành Phật được. Cái chi tiết mà Phúc Tâm leo lên leo xuống rất có ý nghĩa trong cái video đó. Mình thấy cái chi tiết đó rất có ý nghĩa. Và cái chi tiết đó, cái chi tiết rất là ngô nghê. Cái chi tiết mà gặp cười mà làm cho chúng ta cười, xem 2-3 lần, hồi nãy xem lại một lần nữa là 3 lần, rồi hồi nãy xem lại một lần trước khi làm phóng sự này là 4 lần, và phân tích này là 4 lần. Xem thấy nó vui trong lòng thế nào quý vị. Thì thôi, những ai không thương 5 chú tiểu, 7 chú tiểu thì để chúng tôi thương cho. Ok chưa? Trẻ con như tờ giấy trắng, xin đừng làm tổn thương các cháu nhỏ này. Chúng ta càng nói ít về thiện am thì càng bớt thị phi về họ. Thì cái bài này thì nó quá ngắn, do đó là mình phân tích cũng ngắn như vậy. Còn quý vị phát hiện được những cái chi tiết nào hay hơn nữa thì quý vị có thể là bỏ lại cái comment ở dưới video này. Cảm ơn quý vị nhé. Ok, thì mình xin chào mọi người một tí xíu nha. Buổi trưa thì Phương Giao Ba chỉ nghỉ ngơi được một chút xíu à, rồi tiếp tục đi làm nữa, chứ không có sung sướng giống như ai kia mà đụng cái là muốn dắt vợ con lên thiền am mà không biết làm sao đó quý vị. Ok, của chương trình này mình chào quý vị khán giả một tí nha. Ok, xin chào Anna, xin chào chị Phương Đông, xin chào chị Bé Bơ, xin chào chị Kim Phạm. Chị Kim Phạm, hello Phương Giao Ba, have a good wonderful, oh thank you you too. Xin chào chị Trần Thị Tiết Mai, xin chào em Hường Lê, xin chào chị Mười Nguyễn, xin chào chị Nguyễn Phương Anh, xin chào chị Kim Phạm, xin chào chị Tiết Ngọc. Thì quý vị thấy là rõ ràng họ nói gần 10 ngày nữa thì Nam sẽ lên đường. Thì mình thấy là những cái lời nói mà không chứng cứ như vậy thì chúng ta không cần phải xem, không cần phải sợ và chạnh lòng. Mình cũng đã phân tích vấn đề về sự việc mà có lên đường hay là không thì vạn sự tùy duyên. Thì xem được một cái video rất là vui như vậy, nói ra rất là dễ hiểu những cái bài thuyết kinh của sư phụ Phúc Tâm, chỉ 3 tuổi thôi, nói chuyện rất là dễ hiểu. Nhưng nói như vậy mà người lớn cũng không hiểu được thì mình cũng xin bó tay quý vị. Ok, xin chào Đức Tâm đáng yêu. Thì hiền lành giúp đỡ, chúng ta hiền trong tâm của chúng ta. Khi mà người ta có tính hiền như vậy, thế tính hiền trong như vậy thì chúng ta sẽ không làm hại người khác. Thì coi như là có hai tính: hiền lành, tức là không hung dữ. Như vậy là trong cái đức tính hiền lành thì nó phải có luôn cái đức tính không hung dữ như vậy đấy. Và khi mà chúng ta không hung dữ với người khác thì mọi chuyện có thể là may mắn với chúng ta. Chúng ta phải giữ sự bình tĩnh trong cuộc sống của chúng ta. Cho dù có nhiều vấn đề mà làm chúng ta bực tức, nhưng mà chúng ta cũng phải vẫn giữ nguyên cái lập trường chúng ta hiền lành. Phương Nghe Bay nói vậy chứ dùm khi làm không được nha quý vị. Có những vấn đề mà trong khi là trong lúc suy nghĩ mình cảm thấy mình quá nóng giận, mình thốt ra cái lời luôn. Sau đó mình cảm thấy là cái lời mình thốt ra là cái lời không hay. Hiền lành, giúp đỡ là giúp đời đó. Khi thấy một cái người khác cần cái sự giúp đỡ,
Nếu trong khả năng chúng ta giúp được cái gì thì chúng ta giúp. Nhưng chỉ trong lòng chúng ta nghĩ được cái nên giúp người ta là chúng ta đã thành công rồi. Chứ không cần phải chúng ta mở miệng ra mà chúng ta nói giúp này giúp kia rồi chúng ta lại hê cái này hê người kia rồi chúng ta khoe khoang khoe mẽ giúp. Cái chữ giúp này là cái giúp nằm ở trong lòng á, chứ không phải là cái chữ giúp nằm ở ngoài cửa miệng. Mọi người nhớ nha, Phật ở trong tâm, trong tâm có Phật. Mấy cái chữ, mấy cái lời của Phúc Tâm nói chúng ta phải hiểu rõ ràng là những vấn đề này xuất phát từ tâm đi ra. Đúng là đưa Phúc Tâm làm là quá chính xác, mọi người. Đúng là quá quá chính xác, vừa có phúc mà vừa có tâm nữa. Chọn người hay ghê luôn đó quý vị. Đó quý vị thấy, từ cái chỗ mà hiền lành, sau đó chúng ta tiến tới là giúp đỡ. Giúp đỡ hay giúp đời, giúp từ trong tâm, giúp ra. Chúng ta suy nghĩ, chúng ta chạy ngang, chúng ta cảm thấy có một cái khoảng đời nào bất hạnh, chúng ta không thể chạy luôn, mà chúng ta phải quay lại giúp họ. Vì sao? Ở trong tâm của mình cảm thấy nếu không giúp người đó thì nó sẽ bị cắn ngứt lương tâm. Do đó chúng ta phải quay ngược trở lại. Còn những cái người mà nói giúp đi, giúp đi, giúp đi mà nó bằng miệng không à, mà xe thì chạy luôn, xe không quay trở lại, thì những người đó là những người không có phải là giúp đỡ người khác đâu nha. Mấy người đó là những mấy người mà chỉ nói bằng cửa miệng thôi. Và vấn đề thứ ba là vấn đề tha thứ. Chính vì sự tha thứ mà suốt một năm qua những cái người anti-fan có những cái hành động không hay với bên Thiền Am. Tại sao họ phải im lặng mãi, im lặng mãi, đến nỗi mà khán giả phải lên tiếng cho bên Thiền Am? Tại sao vậy? Vì họ cũng đã nói với Phúc Tâm, Phúc Tâm cũng đã nói rồi, nên tha thứ. Thậm chí là cái kênh Kim Xe Sẻ gì đấy, ăn cắp video, ăn cắp bản quyền người ta, người ta chỉ bảo rằng là nếu anh xóa hết những video đó, chúng tôi sẽ không thừa bản quyền, chúng tôi sẽ không đập gậy. Có phải đó là sự tha thứ không nào? Và cái video mà hôm trước phát ở trên kênh Facebook, có một cái chùa, hoặc cái chùa nào đó, cái chùa trên Facebook nào đó đã đánh bản quyền bên Thiền Am. Sau đó họ có lên tiếng, họ nói xong rồi họ cũng xóa cái video đó bỏ. Vì sao? Họ đã tha thứ cho hành động đó rồi, đúng không? Nếu họ không tha thứ cho hành động đó thì họ sẽ không xóa video đó bỏ. Và sau đó họ lên video, họ cũng bảo rằng thôi đừng có lấy video của họ nữa. Như vậy là không nên. Có phải là họ đã hiền lành không? Chúng ta có thể là nghĩ về Thiền Am theo một cách khác. Còn theo phân tích riêng của bản thân mình, mình thấy là họ cũng chưa có làm gì mà để cho khán giả buồn lòng. Mặc dù là trong lời nói của họ có những cách đùa cợt, mình cảm thấy cũng rất là dễ thương. Giống như chúng ta đùa với nhau, thường ngày chúng ta đùa, bạn bè đùa với nhau thôi. Chúng ta đừng đặt cái tiêu chuẩn cao quá cho người ta, trong khi bản thân chúng ta thì chúng ta chưa có làm được gì cả. Thì cái video này phải nói là hết sức là xuất sắc. Theo phân tích của Huyên Vân Mobile thì Phúc Tâm trong video này đã diễn một vai trò hết sức là xuất sắc. Xuất sắc đến nỗi mà mình phải bật cười lên và cảm thấy trong lòng nó rất là vui. Thực tế là rất là vui quý vị. Một video ngắn chỉ có chưa đến 3 phút mà thậm phải mình thấy rất vui trong lòng. Cái chi tiết tiếng nói mạnh mẽ, leo lên cầu thang, leo lên cầu thang cho vài bước, leo lên cầu thang, sau đó lấy tay đánh vô cái chuông cái hì, em tục vườn đúng rồi quý vị, đánh vô cái chuông cái hì đấy. Sau đó cái nói ra ba vấn đề chính. Nếu chúng ta muốn thành Phật thì chúng ta chỉ cần làm 3 điều này cơ bản thôi: hiền hành, giúp đỡ và tha thứ. Giống như mà cái quá khứ, hiện tại và tương lai. Ok, anh xin chào chị Tuyền Lê nha. Hôm nay em đang phân tích về cái video rất là vui của Phúc Tâm, một diễn viên rất là xuất sắc. Tôi kết rồi đó nha, kết Phúc Tâm đó nha mọi người. Kết Phúc Tâm rồi đó nha, thật là tiếu. Và Phúc Tâm là có những cái bộc lộ cái sự mà có cái căn Phật. Quý vị có thể là xem lại những cái video trước, rất là biết nhún nhường, rất là biết lịch sự, cũng giống như mà rất là thật thà. Quý vị hôm trước là quý vị xem lại cái video mà các ông thầy trôi ăn khế đó, quý vị thấy phải nói là Phúc Tâm rất là xuất sắc trong cái video này. Thì mình xem được video đó thì mình cũng giới thiệu cho quý vị và các bạn cứ qua đó xem, ủng hộ cho Phúc Tâm để sau này
Có thể Phúc Tâm sẽ là những cái người mà sẽ đem đến rất niềm vui và những cái sự động lực lớn cho chúng ta trong cuộc sống của chúng ta. Trong cuộc sống chúng ta có rất nhiều buồn phiền, có rất nhiều cái bất công, có rất nhiều cái không công bằng, có rất nhiều cái mà chúng ta phải ngậm đắng nuốt cay vào lòng thôi. Nhưng khi chúng ta đi qua kênh của Năm Chú Tiểu xem được cái video Phúc Tâm hồi nãy nói, thấy mình rất là cười vui. Thậm chí là những người kia hỏi mình là ê mày có bị điên không, mày cười như thế đó, mình cảm thấy là mình vui trong lòng. Thì ai không cảm thấy vui thì thôi, chứ mình làm sao biết được. Ai không cảm thấy vui thì tự lấy tay chọt lét mình nè, chọt chọt đây cho mình cười đi chứ. Các bạn không cười được thì làm sao mình giúp các bạn cười được. Tại vì nụ cười đó, nụ cười xuất phát từ tâm của các bạn. Các bạn nhìn một cái sự việc nào đó mà các bạn cầm mấy con mắt khách quan thì các bạn sẽ cười vui thôi. Còn mà các bạn nhìn vào đó các bạn thầm cầm một mắt chủ quan, giống như một cái người mà không biết về thiền âm mà không biết hồi đó tới giờ. Để bữa nào mình thử xem, mình thử xem trong công ty mình có một cái người nào đó mà không biết gì về bên thiền âm, không biết về những thị phi suốt một năm qua, mình đưa video clip xem, mình hỏi thử xem video này bạn thấy thế nào. Thì nếu mà người ta bật cười lên thì bên thiền âm người ta đã thành công, đúng không? Chúng ta nhìn cái cuộc đời bằng một cái cặp mắt phải nói là tha thứ, yêu thương, chia sẻ. Chứ chúng ta không thể nào nhìn đời bằng cái cặp mắt mà lúc nào có hiềm khích. Ok, thì do cái video của bên Phúc Tâm quá ngắn thì Phương Nam Bay chỉ phân tích hết rồi. Cái chi tiết vui nhất là chi tiết thứ nhất là tiếng nói giọng dạc của Phúc Tâm. Chi tiết thứ hai là leo lên leo xuống leo lên leo xuống cái bậc thang quá lớn. Đó cũng là một cách mà chúng ta bước ra cuộc đời, coi như cái những bức thang đó, những cái bức thang đó là những cái bức thang cuộc đời chúng ta. Bây giờ chúng ta còn nhỏ, cái tư tưởng chúng ta còn nhỏ, chúng ta có thể là chúng ta bò qua đó. Nhưng sau này Phúc Tâm lớn lên cũng giống như cái tư tưởng của chúng ta nó lớn lên thì chúng ta sẽ bước qua nó một cách dễ dàng, chứ không phải là leo từng bước đấy. Cái trời, tôi phân tích video này quá hay mọi người, trời ơi, công nhận, tôi khen tôi luôn. Tự nhiên sau tới cuối cái video này mình lại phân tích được cái vấn đề đó. Các bạn cứ nghĩ Phúc Tâm là một cái suy nghĩ của một con người ta mà muốn thành ông Phật thì phải đi lên từng bước như vậy đó, phải bò lên từng bước như vậy đó. Và khi cái tư tưởng chúng ta lớn lên rồi thì sau này chúng ta sẽ bước lên những bậc thang đó rất là dễ dàng, thưa quý vị. Trời, tự nhiên sau cuối video này mình phân tích hay quá, mình phục mình luôn quá. Thì một lần nữa mình cũng xin cảm ơn tất cả quý vị đã đến với buổi phân tích rất là vui với video Phúc Tâm mới nhất. Một lần nữa mình cũng xin cảm ơn mọi người và chúc mọi người có một buổi trưa thật là vui vẻ. Nhớ like và subscribe ở dưới video nha, nhớ bấm chuông nha để xem những video mới nhất của Phương Nghe Bye Bye. Một lần nữa mình xin chúc mọi người vui vẻ. Bye bye, bye bye. Hẹn gặp lại tối nay nha. Bye bye, bye bye.